Tổng Trọng cố gắng xuất hiện tại phiên họp Quốc hội liệu có ý đồ gì với Tô Lâm đây? Theo kế hoạch đã được thông báo từ trước, vào tháng 12 năm 2023, kỳ họp bất thường của Quốc hội Việt Nam khóa 15 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 1 năm 2024 để xem xét thông qua các dự luật cũng như các dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách bao gồm luật đất đai sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đáng chú ý, trong kỳ họp lần này có thông qua luật đất đai đã sửa đổi. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau nhiều tuần vắng mặt bất ngờ xuất hiện tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội sáng ngày 15 tháng 1 đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Bởi trong hơn 2 tuần trở lại đây, sự vắng mặt của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã khiến dư luận hết sức quan tâm và bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội với các hình thức khác nhau. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội Việt Nam. Ngày 12 tháng 1, một số hãng thông tin quốc tế nổi tiếng đã loan tin chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện cấp cứu. Một hãng tin tiết lộ ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện từ đầu tuần vì một căn bệnh chưa xác định theo hai quan chức ẩn danh. Hãng tin này cũng cho biết họ không có điều kiện để xác định ngay mức độ nghiêm trọng của bệnh tình. Trong lúc đó, truyền thông nhà nước Việt Nam hoàn toàn im lặng kể từ khi ông Trọng xuất hiện lần cuối vào ngày 26 tháng 12, thì truyền thông nhà nước không đưa thêm bất kỳ một thông tin hay lời giải thích nào. Kể cả Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng không hồi đáp các email của các hãng thông tấn trên thế giới. Việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện sau nhiều tuần vắng bóng đã gây bất ngờ cho cộng đồng và được nhiều người quan tâm. Các hãng truyền thông quốc tế cũng bất ngờ không kém. Hệ thống truyền thông Việt ngữ, Anh quốc, Hoa Kỳ đã lập tức đưa tin và bình luận về sự kiện này. Đài BBC Việt ngữ đăng bản tin với tiêu đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kỳ họp bất thường của Quốc hội giữa đồn đoán về sức khỏe. Bản tin cho hay, sự kiện ông Trọng xuất hiện được dư luận đặc biệt quan tâm sau khi ông vắng mặt trong một số sự kiện ngoại giao quan trọng, làm nảy sinh đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông. Báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện trong phiên khai mạc kỳ họp bất thường, kèm theo hình ảnh ông Trọng vẫy tay chào và đứng hát quốc ca. Đài BBC đã đăng tin cùng hình ảnh chụp màn hình từ video clip của báo Thanh Niên Online, đồng thời mô tả ông Trọng đứng lên chào đã phải bấu vào bàn và được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đỡ dậy. Ông Trọng được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đỡ đứng dậy và phải bấu vào bàn. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ thì loan tin ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện tại Quốc hội trông yếu hơn. Bản tin mô tả hình ảnh trực tiếp của các kênh truyền thông trong nước cho thấy trước giờ khai mạc của họp, ông Trọng đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nắm tay đi giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu khác của Việt Nam. Trước đó cũng trên hình ảnh của VTV, ông Trọng vẫn được ông Huệ nắm tay và lần lượt bắt tay ông Thưởng và ông Chính. Khi quốc ca được cử hành, ông Trọng được nhìn thấy đứng lên cùng cả hội trường và bản thân ông cũng cất tiếng hát quốc ca. Tuy nhiên, hình ảnh trực tiếp cho thấy dường như ông Trọng phải đứng tì tay vào bàn. Đáng chú ý, theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ miêu tả thì khi được giới thiệu, ông Nguyễn Phú Trọng đứng lên một cách khó nhọc với hai tay ghi chặt vào bàn để nhận tiếng vỗ tay chúc mừng của các đại biểu quốc hội. Ông Thưởng ngồi sát bên dường như có ý muốn đỡ ông Trọng đứng dậy. Theo giới quan sát, những điều kể trên và hình ảnh thực tế dễ dàng cho ta thấy sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sa sút khá nhiều. Quan trọng hơn, việc xuất hiện bất ngờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới quan sát đánh giá là một sự kiện khiên cưỡng khi mà ông đang trong thể trạng của người vừa ốm dậy, thậm chí chưa khỏi hẳn bệnh. Cựu thiếu tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh thường được biết với tên Blog Ba Sàm trên Facebook cá nhân đã có một status rất đáng chú ý với tiêu đề Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp bất thường thứ 5 của Quốc hội. Tác giả viết đôi lời: vậy là thiên hạ thở ra, các thế lực kình địch được một phen hú vía. Bởi hôm trước Ba Sàm đã lưu ý câu ngạn ngữ giả chết bắt quả. Anh nào hí hửng muốn múa gậy vườn hoa, lăm le xoán ngôi tranh quyền đoạt chức hay này nọ là lộ tẩy chân tướng hết. Năm 2019 đã một lần rồi, không nhớ sao. Hôm nay các báo lại còn đồng loạt giật tít giống hệt nhau cho thấy sự chỉ đạo sát sao tuyên giáo đến như thế nào. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi còn quan hệ nồng ấm. Nhận định của blogger Anh Ba Sàm phù hợp với nhận định của Thời báo.de trong bài viết
Tô Lâm có tật giật mình, sợ Tổng Trọng giả chết bắt quạ, không khảo mà khai. Thời báo chấm D đã khẳng định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhập viện là điều có thật, nhưng vẫn còn chưa qua đời. Và biết đâu Tổng Trọng cũng chơi chiêu giả chết bắt quạ để dò lòng vài người nào đó xem họ có thái độ như thế nào khi Tổng Trọng đi vào cõi vĩnh hằng. Đài BBC còn cho biết một bản tin của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bác bỏ tin Nguyễn Phú Trọng qua đời. Nhưng đến buổi chiều ngày 14 tháng 1, bản tin này cũng đã biến mất. Giới quan sát cho biết, trong phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15 này, người ta không thấy ông Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm xuất hiện. Thời báo chấm D không có điều kiện để mà kiểm chứng thông tin này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin cố gắng xuất hiện tại phiên họp Quốc hội, liệu có ý đồ gì với Tô Lâm đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D. Tô Lâm có tật giật mình, sợ Tổng Trọng, giả chết bắt quạ, không khảo mà khai. Những đồn đoán về sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam sau hơn nửa tháng vắng mặt đã dần dần có những câu hỏi. Trong thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay, ông Trọng là người đứng đầu của Đảng Cộng sản và cũng là người nắm giữ quyền lực cao nhất. Vào ngày 12 tháng 1, một số hãng truyền thông quốc tế nổi tiếng như BBC, Reuters, Bloomberg đã chính thức loan tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nhập viện cấp cứu. Một hãng thông tin tiết lộ, ông Nguyễn Phú Trọng đã phải nhập viện từ đầu tuần vì một căn bệnh chưa xác định, theo hai quan chức ẩn danh. Vẫn theo hãng tin này, họ không có điều kiện xác định ngay lập tức mức độ nghiêm trọng của bệnh. Công an tỉnh Vĩnh Phúc của Việt Nam phản bác tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Đáng chú ý, một bản tin trên trang nhất của Đài Tiếng Nói nước Pháp AFI dẫn lời của truyền thông từ Berlin cho biết nhiều thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà cụ thể là ba nguồn tin khác nhau của chúng tôi cho biết ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đưa vào cấp cứu tại bệnh viện 108. Bệnh của ông là bệnh viêm cúm A. Tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay rất xấu. Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay rất ẩm, chất lượng không khí thì tồi. Lại cộng thêm đại dịch cúm A đang hoành hành rất mạnh. Người già như Nguyễn Phú Trọng yếu sẵn rồi, chịu không nổi. Nhưng đến mức như một số nơi nói là ông có thể ra đi ngay thì cũng chưa phải. Đài FI cũng cho hay và giải thích thêm như sau. Tuổi cao, ông ấy phải truyền thêm cả máu và có thêm bệnh lý về tụy. Trong quá trình cấp cứu đã phải đặt nội khí quản để trợ thở vì cúm A mà ông bị tác động rất tệ đến phổi. Theo thông tin được biết, các thiết bị y tế tốt nhất, các bác sĩ y tế tốt nhất cũng đang cố gắng cứu chữa. Chưa phải đến mức hôn mê mà chỉ mức cấp cứu tích cực. Tuy nhiên, ông căng thẳng vì công việc và ít được nghỉ ngơi. Tức là ông vẫn có những chỉ đạo với những công việc quan trọng mà phải có ý kiến của ông. Thời gian tới có hồi phục được hay không, chúng ta phải theo dõi thêm. Theo giới quan sát đánh giá, đây có lẽ là một thông tin khá chi tiết và đã giải tỏa được thắc mắc một số đông người Việt Nam trong và ngoài nước trước một cơn bão tin đồn rất khó kiểm chứng. Trong lúc truyền thông nhà nước Việt Nam im lặng, không đưa ra bất kỳ một thông tin hay lời giải thích nào để cải chính, thì trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bản tin của Công an tỉnh Vĩnh Phúc bác bỏ tin ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Ông Tổng Bí thư già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo giới quan sát, chiều ngày 13 tháng 1 trên trang Facebook Công an tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện một thông báo cho biết mạng xã hội TikTok, các trang báo phản động đang xuất hiện các thông tin sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vắng mặt đi chữa bệnh. Đây là các thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, quý bạn đọc và nhân dân lưu ý. Công luận cũng nên thắc mắc, không biết tại sao đột nhiên cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc, một tổ chức trực thuộc Bộ Công an, lại là tổ chức đứng ra bác bỏ tin đồn và làm công việc mà lẽ ra phải thuộc về các cơ quan chức năng nhà nước như Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông hay Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản. Đây không phải là việc của Công an cấp tỉnh công bố. Vụ việc vừa kể cho một số người có nghi ngờ và thấy rằng
nó có nét hao hao như vụ việc xảy ra vào trung tuần tháng 11 năm 2023 khi Công an tỉnh Thái Bình nhận lệnh của Bộ Công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Vậy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang có tính toán gì? Khi mà trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị có nhiều ý kiến đánh giá cho rằng nhân sự thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu như trong trường hợp ông Trọng không thể tiếp tục thực hiện chức trách thì chỉ có Bộ trưởng Bộ Công an là người có đủ kinh nghiệm, đủ quyền uy, là người phù hợp nhất để kế nhiệm. Thậm chí có những ý kiến cho rằng trong trường hợp Tổng Bí thư, trụ cột chính của Đảng Cộng sản Việt Nam có vấn đề về sức khỏe, nếu không phải là Bộ trưởng Tô Lâm thay thế thì có thể có nguy cơ dẫn tới vỡ đảng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng Bí thư. Trong những ngày qua, cụm từ giả chết bắt quạ đã trở thành cụm từ hot được sử dụng liên quan đến những nghi ngờ rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhập viện là điều có thật nhưng vẫn chưa qua đời, và biết đâu ông Tổng Trọng cũng chơi chiêu giả chết bắt quạ để dò lòng ai đó xem họ có thái độ như thế nào một khi ông Trọng thật sự đi vào cõi vĩnh hằng. Có hay không việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có thật giật mình nhưng đã vội vã chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, một tổ chức trực thuộc Bộ Công an, đứng ra để phản bác những luận điệu của các thế lực thù địch, cho rằng Tổng Trọng đã chết để chứng tỏ lòng trung thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tô Lâm có tật giật mình, sợ Tổng Trọng giả chết bắt quả, không khảo mà khai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.